Quý vị, hiện nay những khu phòng trọ, nhà cho thuê phục vụ nhu cầu của sinh viên, người lao động ở Hà Nội ngày càng nhiều. Tuy nhiên, việc đảm bảo các điều kiện phòng cháy chữa cháy tại các khu trọ vẫn bộc lộ nhiều sơ hở, là nguy cơ tiềm ẩn dẫn tới những vụ cháy nổ bất ngờ. Đây là vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một căn nhà trọ tại phường Định Công, quận Hoàng Mai cách đây hơn một năm. Các nhân chứng đã nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó lửa bùng lên dữ dội, khiến việc xử lý ban đầu gặp khó khăn. Lực lượng chức năng xác định đây là ngôi nhà thuê trọ của một cặp vợ chồng trẻ cùng một em trai. Sau khi dập tắt được đám cháy, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân trong vụ nổ này. Qua điều tra, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ cháy là do nổ khí ga. Trong điều kiện chật hẹp, nhiều vật liệu dễ cháy, chỉ một sơ suất nhỏ của người thuê trọ trong quá trình sử dụng điện, ga cũng có thể dẫn đến những vụ hỏa hoạn khôn lường. Thiết bị sử dụng điện ở trong các phòng tăng dẫn đến cái dây dẫn điện mà không được cải tạo, không được sửa chữa thì sẽ nguy cơ cháy nổ sẽ xảy ra nhiều hơn. Chủ động phòng ngừa những vụ hỏa hoạn đáng tiếc xảy ra tại các khu nhà trọ. Hiện nay, chính quyền cùng công an các địa phương đang phối hợp tăng cường kiểm tra giám sát các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các nhà trọ, đặc biệt quan tâm tới việc sử dụng điện, nguồn nhiệt, nguồn lửa an toàn. Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm hiện có trên 500 hộ dân có dịch vụ cho thuê nhà trọ, đáp ứng nhu cầu của sinh viên, người lao động liên quan tới gần 10 trường đại học và các viện nghiên cứu khoa học trên địa bàn. Đây là khu nhà trọ quy mô 4 tầng, 15 phòng của gia đình chị Đặng Thị Hoài Anh ở tổ 2, phường Đức Thắng. Về bình như kiểu bình cứu hỏa thì em vẫn thấy là đang thiếu. Vâng, tại các tầng thì em chưa thấy đặt. Nếu mà có thể thì bên chủ nhà trọ có thể là cung cấp thì sẽ an toàn hơn. Cái này thì chúng em sẽ bổ sung. Gia chủ sẽ được cái ý, các cái ý kiến của ông Canh hôm nay là cũng phải hướng dẫn là chúng em sẽ bổ sung để hoàn thiện được cái cho nó an toàn tốt nhất. Mặc dù vậy nhưng thực tế cho thấy vẫn còn những tồn tại đáng lo ngại, chẳng hạn như cầu thang, hành lang nhà trọ chật hẹp, thiếu bình chữa cháy tại chỗ, thiếu lối thoát nạn thứ hai. Những sơ hở bộc lộ rõ hơn tại những nhà trọ cấp 4, cũ, như khu trọ 10 phòng của gia đình ông Nguyễn Khắc Long với hệ thống điện đầu nối tùy tiện, không đảm bảo an toàn. Đáng lo ngại là nhiều người thuê trọ chỉ quan tâm tới giá thuê trọ rẻ mà không mấy quan tâm tới điều kiện đảm bảo an toàn. Theo quy định hiện hành thì nhà trọ là phải được thành lập theo luật du lịch. Thì theo thống kê trên địa bàn quận nói chung và địa bàn phường Đức Thắng nói riêng thì không có cơ sở nào mà được thành lập là đối với loại hình nhà trọ theo luật du lịch. Tôi sẽ mỗi tổ dân phố sẽ dự kiến là sẽ thành lập 1 đến 2 tổ liên gia trên các cái tổ dân phố. Còn các cái điểm chữa cháy công cộng thì chúng tôi sẽ dự kiến là các cái ngõ ngách trên các cái tổ dân phố thì mỗi ngõ thì sẽ xây dựng một cái điểm chữa cháy công cộng trên khu dân cư. Trong khi các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, các chủ nhà trọ, nhà cho thuê phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Mỗi cá nhân, hộ gia đình tại các khu trọ, nhà trọ cho thuê, nhà cho thuê để ở cần chủ động chuẩn bị các phương án thoát nạn cho bản thân và gia đình, không sắp xếp hàng hóa, vật dụng che chắn, cản trở lối thoát nạn. Đồ dùng, hàng hóa, vật liệu dễ cháy phải được bố trí cách xa nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Bên cạnh đó, các đơn vị phòng cháy chữa cháy cần tiếp tục tuyên truyền và tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho từng đối tượng, nhất là sinh viên, người lao động, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.